Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chào đón các bạn vào lớp học tiếng Pháp trên kênh của mình, cuộc sống bên Pháp. Lớp học tiếng Pháp số 82. Sáng nay, hôm nay là đầu năm, một năm mới 2021. Mình cũng xin thân chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, vạn sự như ý và mọi sự thành công trong tất cả mọi phương diện cho các bạn và cho gia đình của các bạn. Hôm nay bài học tiếng Pháp số 82 cái đề tài là mình huấn luyện các bạn phát âm cho cho nó đúng cho nó chuẩn 12 chữ khó đọc nhất trong tiếng Pháp. Thì cái này thì mình sẽ cắt nghĩa một cách uh, rõ ràng cho các bạn từng chữ uh, và 12 chữ này thì uh, đã chọn lọc uh, khi uh, đặt câu hỏi trên những cái người mà mới học uh, tiếng pháp thì uh, 12 chữ này thì uh, nó uh, xuất hiện thường xuyên và những cái người mới học tiếng pháp thì họ có nói là uh, đây là những cái chữ mà họ bị vấp phải lúc mà họ học tiếng Pháp và họ muốn đọc một cách cho nó chính xác. Thì lúc mà mình học thì mình phải học cho nó chính xác. Đây là một cái phần đầu mình sẽ làm cái video phần 2 và cho các bạn luyện thêm những cái chữ mà nếu mà các bạn đọc được những cái chữ đó thì các bạn có thể nói là giỏi tiếng Pháp và các bạn đã hiểu rõ cái cách để để mình phát âm. Uh, rồi bây giờ mình vào lớp mình học, uh, mình làm quen với 12 chữ và cách đọc của 12 chữ khó đọc nhất trong tiếng Pháp đối với người bắt đầu học tiếng Pháp. Chữ thứ nhất uh, là nói về con mắt. Uh, con mắt thì tiếng Pháp nó nói là Un ơi mà nếu mà một con mắt thì nó nói ơi mà nhiều con mắt thì nó lại nói là yeux. Uh, Thật ra cái đó nó khác nữa thì cái cái chữ này các bạn thấy nó có có, một cái đặc điểm là nó có cái chữ ô với cái chữ ơ nó dính dính nẹo với nhau <laughs> như dính, nó dính, xà nẹo với nhau thì bên pháp nó kêu bằng cái này kêu bằng ơ đòn lô, lu ơ đồng thì nó không có đọc là ô uh, u ô ơ nhưng mà nó đọc là ơ ơ ơ là cái ơ đồng lu khi nào các bạn thấy cái hai cái chữ này mà nó dính với nhau thì các bạn phải nghĩ tới cái cái vần rồi khi nào các bạn thấy ghép chung với lại hai cái chữ y với lại chữ l là, tức là hai chữ cuối hai hai cái chữ cuối hai cái từ cuối của cái chữ này đó thì các bạn phải đọc là không có đọc là y mà các bạn phải đọc là y thì nó cũng như là chữ ơ như là tơ mơ hay là uh, sơ hay là cái gì trong tiếng việt của mình đó d cộng với lại cái chữ giờ giờ quyền giờ nhưng mà không có đọc giờ nguyên một cái hơi dài như vậy mà đọc giờ nó ngắn thì hợp lại hai cái cái âm này thì mình sẽ thấy mình sẽ có Ơ, giờ ơi ơi nó đọc là à nơi à, nơi tại vì nó, nó có chữ n là trước thành ra, thành ra mình phải đọc n, mình phải uh, uh, đọc uh, uh, như là chữ n là nó nối với lại chữ e chữ chữ o vậy đó, a à, nơi nếu mà không có chữ a ở trước thì mình đọc là ơi thì mình nói lại ơ cộng với D mà đọc giờ rất là nhỏ, tại ra các bạn đọc theo mình, ơi, ơi, a, nê. thì nó cái chữ này nó 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 hơi khó đọc, tại vì nếu khi mình mình mình, mình đọc mình đọc những cái chữ trên cái 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 màn ảnh đó thì mình 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 có cái chữ i là thì mình mình có thể mình mình nghĩ là phải đọc là il Il. thì nó, nó 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 xài cái đó thành ra các bạn đừng có đọc theo cái gì những cái gì các bạn thấy trên cái màn mà các bạn phải đọc chia nó làm hai chữ y chữ l luôn luôn là nó là chữ cái vần d đó là con mắt một trong cái cái chữ khó đọc a à, n chữ thứ nhì khi chúng ta nói vui mừng là heureux heureux thì cái chữ này nó khó là cái gì nó khó là uh, nó có hai cái chữ cái chữ đầu và cái chữ cuối thì mình không có đọc chữ s đầu mình không có đọc làm như là nó không có luôn và chữ x ở cuối thì mình cũng không có đọc cũng như nó không có và nó một cái khó khăn thứ nhì nữa là nó có một cái chữ r ngay chính giữa thì cái r ở trong tiếng pháp đó nó không có đọc như cái chữ r trong tiếng việt nam của mình nó phải đọc <laughs> phải làm rung rung trong cái cổ họng của mình á thì các bạn muốn luyện cái này luyện công cái này như là trong thiếu lâm tự vậy đó thì các bạn phải vô lấy một cái ly nước ha các bạn lấy cái nước các bạn uống nước nhưng mà đừng có nuốt hết để trong trong cổ họng của các bạn ngước cái mặt lên ha tập cái này cũng như tập võ vậy đó tập cũng luyện công cũng lâu lắm mới mới được nha rồi các bạn làm cho nó tưng 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 cái nước ở trong á mình ráng mình giải nghĩa cho các bạn nhưng mà mong là các bạn hiểu thì cái đó thì các bạn sẽ đọc được cái cái vần nhưng mà không có làm khạc mà mà mạnh dữ như vậy lúc mà các bạn uh, luyện được rồi đó thì các bạn làm một cái 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 nó rất là nhẹ và rất rất là rất là quý phái nha rất là nhẹ nhàng đó thì trở lại cái chữ này là mình phải đọc là ơ re thì mình phải xuống giọng đó, các bạn thấy cũng như mình bỏ chữ S uh, phía đầu, ở lúc đầu, và mình bỏ chữ X. Ơ, r. r. Tức là vui mừng. Chữ thứ ba, máy chụp hình. Thì chữ này uh, nó cũng uh, không rắc rối, nhưng mà nếu mà đọc lẹ thì nó cũng hơi léo lưỡi. À, appareil photo. Chữ photo à, làm sao thì nó dễ rồi. Nhưng mà cái chữ appareil. Appareil à, thì các bạn thấy hồi nãy mình nói các bạn rồi chữ Y chữ L là nó là chữ giờ mà mình không có đọc chữ giờ lớn mình đọc như là mình bị ngắt tiếng vậy đó, hay là mình đang đọc nhưng mà ai ai cút cái volume của mình lúc mà mình đọc chữ giờ rất là nhỏ và mình học các bạn để ý là mình để cho các bạn mấy cái từ này thì mình để cái cái giống đực trong cái luôn tại vì mình sẵn đây mình học luôn cái đó là một cái phương pháp cũng rất là tốt tại vì các bạn học một cái từ mới nào đó các bạn học luôn cái nó là giống được giống cái thì các bạn dễ hấp thụ hơn và dễ làm quen với nó và dễ cái bằng sử dụng nó sau này nếu mà các bạn học một cái từ mà các bạn không có biết nó là giống được giống cái thì thì uh, 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 sau đó các bạn sẽ phải học trở lại và học nó là giống được hay giống cái thì nó là uh, cũng như mình học hai lần thì sẵn đây mình học một lần luôn un appareil, un appareil photo, un appareil. Các bạn thấy không cái chữ r r thì uh, e i l r e i l là ray, ray cũng như chữ g, chữ g r e và sau đó là mình uh, tiếp bằng cái chữ cái cái, cái âm d. Tại vì không có đọc i l i l Thành ra lúc mà mình lấy con mắt mình mình đọc mình đọc cái cái câu này á cái chữ này đó thì mình mình hơi lộn xộn tại vì mình thấy cái chữ R e e l nhưng mà mình biết bây giờ là chữ i l nó đọc là gì à appareil photo appareil photo chữ thứ chữ thứ tư là trái tim là các bạn cũng có thể biết rồi thì mình gặp lại cái chữ e dans lô thì nó là chữ e là cái này nó à, nó cái đọc là cơ Thì nó khó là cái chữ ư đơn lô, nó có một cái chữ U và những cái chữ r tiếp theo. Thì cái đó nó làm cho cái cái phát âm của mình nó hơi lộn xộn, à, thì bởi vậy cái chữ này là một trong cái chữ khó đọc cho những người mới bắt đầu. anchor. cơ que Ha, tại vì E e dans l'eau là E, un que E-U-R, U-R là E-R, E-R. là nó E, rồi sau đó nó, nó liên tiếp với cái chữ R", R mà nhẹ, nhẹ xuống, như là ai bớt volume của mình vậy đó. Ha. Thì cái trái tim nó đọc là un cœur, un Đó. Uh, các bạn uh, vừa học thì vừa đọc theo mình ha rồi uh, có cái gì các bạn để trong cái lời bình luận á uh, các bạn uh, có thể để là ở uh, trong 12 cái chữ này thì uh, tôi cái khó khăn nhất của, của tôi là cái cái chữ nào uh. sẽ có cái phần hai và thêm những cái chữ cái chữ nữa nếu mà các bạn đọc hết mấy cái chữ đó uh, một cách chính xác thì các bạn uh, có thể nói là các bạn giỏi, giỏi cái cách phát âm. Trái tim là anchor. Cái này xuống giọng rõ ràng, rõ nét chào đón câu ờ cái chữ thứ năm chào đón là accueillir thì cái này nó khó là nó có chữ y và hai chữ l rồi chữ i Ờ trước đó nó có chữ e e u thì nó cũng đọc chữ e e accueillir hai chữ c thì nó đọc là k k accueillir ir. Accueil ir. Đó là chào đón. Accueillir. Hai chữ L là mình mình cũng có Y rồi. Hai chữ L là mình cũng đọc cái chữ cái, cái, cái bằng giờ Rồi IR là IR. Accueillir. 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 Là chào đón. Số 6. Còn sóc con sóc gọi là thì cũng cái cái phần này ơi thành ra mình ráng mình làm quen với nó và mình uh, chia nó ra uh, r e u uh, là r rồi i là giờ un mà không có đọc chữ giờ mạnh nha Mặc rất là nhẹ thành ra cái này e là dễ rồi q là dễ rồi Reuil. Re, r, r e u là re i l hồi nãy mình nói rồi là phải đọc giờ, giờ tại vì nó à, ở cuối câu thành ra mình đọc sẽ giờ rất là nhỏ thành ra cái câu này cái chữ này đọc là a né écureuil, un écureuil là con sóc thứ bảy hôm nay Jour thì cái này nó phải à, cái à, lúc mà mình là mình đọc tới cái chữ ru thì cái lưỡi của mình nó đang ở đằng sau của họng nó đang làm cho rung rung cái giọng của cái chữ e rồi mình phải tống nó ra trước để mình đọc cái chữ duy, à, mình phải cái đó mình thành mình luyện cái lưỡi của mình cho nó mau lẹ. Đó là cách luyện tập của thiếu Lâm tự à, là Ojoukdui, à, mình phải làm cho nó lẹ. D mà có dấu phẩy as uh, H, thì đây là uh, cái, như là cái chữ as nó không có. Nó không có biên gì đó. Thành ra nó đọc là D, U, là Duy luôn. Chứ không có D, H, U, Không, không phải là D, Huy. Không phải là Huy, nhưng mà Duy. À, Duy. Au jour Duy. Đọc chậm thì nó còn đỡ đỡ hơn. nước mà đọc lẹ thì nó nó hơi... Uh, cái lưỡi mình phải quen. Aujourd'hui tức là cái lưỡi mình ở trong uh, trong cổ họng rồi mình phải tống nó ra đằng trước để mình uh, phát âm ra khi cái uh, cái, uh, cái âm duy đó là hôm nay aujourd'hui, aujourd'hui. Số tám một cái trứng à neuf un neuf. Nếu mà không có đọc chữ a đằng trước thì mình đọc là f f f thì mình phải có cái chữ F mình phải đọc nghe một chút xíu mà không có nghe nhiều đó là đọc chính xác a nuf a nuf thì nó đọc cũng giống giống như là cái chữ nuf n e u f là số 9 hay là những cái gì mới uh, nuf thì nó đọc như vậy tại vì nó có ờ uh, nó có cái liaison, liaison tức là chữ N mình đọc chung như cái chữ O như là trước mặt chữ O thì mình đọc A neuf chứ mình không có đọc không có đọc là A œuf. Nếu mà không có chữ N thì mình đọc là Ö-F. Đó là cái trứng. Số 9. Một con ếch. Một con ếch là une grenouille. Thì cái này sự cái khó khăn là cái chữ g rồi sau đó nó nó tiếp tục nó cu, cuối cùng là cái chữ ui Ui, có cái chữ Ơ đằng sau mà mình đọc rất là nhẹ. Thành ra mình phải đọc cho uh, tốt tốt uh, cái phần đầu, tức là GR. GR nuôi. GR nouille, une, GR nuôi. Thì cái chữ GR này cũng uh, lấy ly nước rồi để một ly nước trong cổ họng các bạn ngước mặt lên rồi bắt đầu làm cho cái nước ở trong bằng như là nó bị sôi gì đó sôi rồi để để trong lò vi sóng nó sôi gì đó thành ra cái nước nó tưng 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 lên thì các bạn sẽ đọc được cái chữ g g các bạn đọc được cái chữ G. và các đọc nếu mà các bạn đọc được cái chữ G. thì các bạn đọc được cái chữ g g là g chữ g chữ r Như chữ e là g une, une g nouille. une GRƯ NUÔI Đó là một con ếch Số mươi Ở nơi khác Ailleurs. Ailleurs. AI, dơ. ai, dơ. ai nó Đọc là AI AI Hai chữ L à, Đọc là G Rồi sau đó EUER Không có đọc chữ S Không có đọc chữ S là cái chữ này nó đọc là ai giờ ai giờ à, thì à, lúc mà đọc à, mà cái à, tốc độ à, bình thường đó thì mình phải đọc cái chữ ai giờ rồi rất là lẹ sau đó mình đọc chữ giờ à, ai giờ ai giờ đọc chậm là ai giờ đọc lẽ là ai giờ đó là Uh, cái chữ nói về, mình muốn nói là ở một nơi khác. Ô, oh, một cái chữ, uh, số 11, một trong những chữ khó đọc, uh, bởi vì mình có những cái thói quen xấu, uh, bởi vì mình có nói, mình nói là một cái gia ua, uh, gia ua là sữa chua, uh, thì uh, đọc theo tiếng, uh, cái cái phần mà theo tiếng Việt, thì chắc là đọc gia ua, nhưng mà tiếng Pháp là, nó đọc là a à, gia ua, thì nó cũng có một cái cái cách đó một cái quy tắc đó tức là lúc mà mình có cái, cái vần gì mà ở cuối ở cuối cái chữ đó thì mình đọc nó rất là nhẹ ha thì cái chữ T này mình phải đọc cho nó nó ra một cái chữ T nhưng mà nó rất là nhẹ và nó rất là là nhanh thì mình nói y như là các bạn đang đọc rồi tự nhiên ai cắt cái 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 volume của cái 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 phần cuối của các bạn thì nó không có nghe không có nghe chút xíu nhưng mà không có nghe nhưng mà phải nghe Tại vì nếu mà không nghe thì cái đó là đọc không có chính xác. Thì nó đọc là a t, t, -t, -t, -t. Làm như là mình thì thầm với ai vậy đó. T -t -t -t. Thì phải để cái chữ T ở đằng sau mà để rất là nhỏ. Thì vậy thì người Pháp nó nói ok tôi đã hiểu. <laughs> Các bạn muốn nói gì? Các bạn đọc quá hay. Các bạn đọc theo y di giọng Pháp rất là chuẩn luôn. Yaourt như là đang nói được cái tự nhiên cái cúp volume là mình phải nói như là nói nói nhỏ trong tay rò rỉ trong tay ờ à, a à, yaourt là sữa chua à, thì cái này đừng có lấy cái thói một cái thói quen xấu là mình đọc yaourt 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 thì mình nghĩ là nếu mà các bạn nói yaourt thì người pháp ta cũng hiểu nhưng mà đọc mình đọc đọc cho chính xác thì yaourt donnez-moi un à, yaourt. Un à, yaourt. Un à, yaourt. Rồi nó có chữ T ở sao? Mà mình phải nhấn mạnh trên cái chữ R ở chữ R nữa. Yaourt. Yaourt. À, chứ không phải là do U. Yaourt. Yaourt là cũng 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 cũng, cũng, cũng sai. Un à, yaourt. Đó là sữa chua. Số 12. Tiệm sản xuất lắp đặt hay sửa chữa khóa À, đó là nó đọc là nó cái cái chữ này nó là un serrurie à, cái này là hơi rắc rối cho các bạn tại vì các bạn thấy nó từ tùm lum ở trong nó chữ r nó chồng với chữ ơ chữ s chữ tùm lum ở trong i o s thì một đống ở trong luôn thành ra đọc là nó nó vừa mà hoa mắt mà vừa mà léo lưỡi thành ra mình không có biết đường mình mình đọc luôn à, thì cái này à, là mình không có đọc cái chữ R ở ngay trên giữa thế nè đó mình để như vậy để các bạn à, để rõ cho các bạn xe bắt đầu là chữ xe nha xe xe như là xe hơi gì đó nhưng mà nó có hai chữ e er, à, thì mình phải đọc xe bắt đầu bắt đầu sửa soạn cái cái giọng cái cổ họng của mình để mình đọc cái chữ e e rồi u xe rue xe rue xe rue rồi sau đó không có đọc cái chữ r er, mà đọc cái chữ ghi khi không có đọc cái chữ ơ là rằng không phải là khi dư không phải khi dư nha khi thôi chữ như là bỏ bỏ cái chữ ơ luôn tại nãy nó cái này nó cũng bỏ chữ rất là nhiều serrurerie une serrurerie une serrurerie thì nghĩa là nó không nói nó không có đọc cái chữ Ơ đó cũng không trúng. nhưng mà nó đọc rất là lẹ mà mình không có nghe mà nếu mà mình đọc une serrurerie thì không có không có đẹp lắm, không có không có trúng. Không có trúng thì mình phải đọc une serrurie. Thì cái đó nó trúng. Ok. Thì các bạn ráng cái 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 này là cái cái cái, cái chữ cuối trong cái phần uh, hôm nay mình uh, uh, luyện các bạn, mình uh, chỉ dẫn các bạn phát âm những cái từ mà rất là khó đọc cho những người mới bắt đầu tiếng Pháp. Uh, lúc mà bắt các bạn uh, uh, học hết mấy cái từ này và các bạn đón xem cái phần 2 của mình mình sẽ làm mấy cái từ sau đó để các bạn học thêm thì cái đó là các bạn cũng hầu như là học tổng quát những cái khó khăn cho cái người mới bắt đầu mà các bạn đọc mà ráng theo và lấy cái bài này nghe đi nghe đi nghe lại và đọc đi đọc lại thì các bạn sẽ không có Ờ, tạo ra một cái thói quen xấu à, hay là tạo ra một cái cái sự đọc mà mà nó 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 không có chính xác. Tại vì các bạn mà đọc mà không chính xác á thì các bạn theo cái đó mà các bạn có một cái thói quen thành ra sau đó sửa nó rất rất là khó à, rất là khó. Thành ra cái chữ này thì mình đọc lại là une serrurerie, une serrurerie à, là cái tiền sản xuất lắp đặt và sửa chữa khóa. À, làm tất cả những cái uh, chìa khóa đó là uh, cái chữ cuối cùng ở trong cái phần uh, hò, bài học uh, tiếng pháp số 82 hôm nay uh, Chúc các bạn uh, vui vẻ và thành công trong uh, công việc uh, học tiếng Pháp uh, và đầu đầm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe uh, hẹn các bạn video kỳ tới Xin chào tất cả các bạn